1001 câu chuyện. Hello, xin chào các em. Và video ngày hôm nay cũng là những dụng cụ để làm gì đây ta? Đó chính là làm sticker giấy nha. Hôm nay chị và các em sẽ cùng nhau tiếp tục làm sticker giấy bằng keo trong, keo hai mặt, tập ABC và một hộp màu lông, màu kim tuyến rất là xịn sò luôn. Và bây giờ thì chị sẽ xé một cặp giấy đôi ra để vẽ sticker cho nó dễ dàng hơn là mình để nguyên lụa ở trong cuốn nha. Đó, xong rồi nè. Và bây giờ thì chị sẽ làm sticker về thức ăn, những miếng sticker thức ăn thật là cute luôn. Và bây giờ chị sẽ bắt đầu vẽ thôi. Để xem, đầu tiên là một cái miếng bánh gì đây. Wow, một cái miếng bánh được vẽ ra rồi nha. Đó, rất là dễ thương luôn. Ở phần trên sẽ có lớp rau nè, có mắt mũi miệng. Rồi, kế tiếp. Một chiếc bánh cuốn. Ôi, cái lớp bánh ở ngoài cuốn vô trong đó là một em xúc xích và một lá rau salad. Ow. Kế tiếp. Đây, đố các em là chị vẽ cái gì nha. Đó chính là một cái hộp khoai tây chiên. Ôi, đây là cái món mà nhất khi coi phim thì nhất định phải có. Kế tiếp nè là một chiếc bánh donut. Ui, trông thật là cute. Ôi, để xem, cái gì nữa đây? Là một chiếc bánh hamburger tai gấu, rất là dễ thương luôn. Có rào, có thịt nha, được kẹp chồng lên nhau, trông nó rất là ngon nè. Đó, bây giờ mới vẽ thôi, chưa có tô màu cho nên là chưa có thấy độ ngon của nó ha. Rồi, bây giờ kế tiếp chị vẽ một que kem. Xẹt. Ôi, cái que kem này nó hơi xấu nha. Đó, xong rồi. Tiếp nè, một cái bánh kem gấu nha. Đó, có tai luôn. Tiếp nè, là một cái miếng pizza đã được cắt ra. Rất là dễ thương nha. Rồi, một cây kem nữa. Đó, một cây kem, có một cái trái cherry ở trển nha. Xinh chưa? Thôi chị sẽ vẽ là một cây kem khác đi, cây kem gấu ở trên kia nó xấu quá à. Cho nên chị sẽ vẽ lại nha. Rồi, xem để vẽ thêm cái gì nữa nè. À, là một chiếc bánh mì kẹp xúc xích thôi nào. Ôi, trông nó ngon làm sao. Xong rồi nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tô màu thôi. Và chị sẽ dùng màu kim tuyến. Hả, chị sẽ tô theo thứ tự nhé. Thì một chiếc bánh có màu, có lá salad màu xanh thơm ngon đặc biệt đây. Mời dùng. Hả, cái bánh thì nó màu cam nha. Rồi, xong một chiếc. Bây giờ xem cái bánh kẹp xúc xích này thì cái xúc xích chị sẽ tô màu cam luôn. Thêm lá rau salad nữa màu xanh thì rất là tươi ngon. Rồi bây giờ tới hộp khoai tây nè, khoai tây chiên nè. Cái hộp đựng thì chị sẽ tô màu xanh lá, sau đó là khoai tây thì tất nhiên nó sẽ có màu vàng rồi đúng không? Rồi, bây giờ là chiếc bánh kế tiếp nha. Đó, một nửa đỏ, một nửa xanh lá. Nó nổi ơi là nổi luôn á, nhưng mà nó rất là ngon ha. Đó, những chiếc bánh cute, những miếng sticker cute như thế này thì mình trang trí sổ thì cũng rất là dễ thương luôn. Rồi, bây giờ tới bánh hamburger này nha. Ôi, nó xịn sò làm sao, nó ngon và nó đẹp gì đâu luôn á. Đó, nhanh chóng mình đã tô xong một cái hamburger. Và bây giờ là tới que kem nè. Đó, dễ thương xỉu luôn nha. Tô thêm màu kim tuyến vô nữa, nó cháy, nó chiếu, trông rất là đẹp. Bây giờ là tới cái miếng pizza được cắt ra rồi nè. Toàn là những món ăn yêu thích của chị cho nên là chị sẽ vẽ. Vẽ. Tạo ra nguyên một cuốn miếng sticker luôn, một miếng sticker rất là đẹp. Rồi bây giờ tiếp tục nè, kem màu hồng là bánh rồi. Ha, lum hết. Ha. Cái màu hồng này nó nổi ghê luôn á các em. Rồi tới cái bánh mì xúc xích nha. Bánh mì vàng, bánh mì nướng màu vàng có xúc xích màu đỏ. Xong rồi. Và bây giờ là chỉ còn bước dán keo trong lên thôi. Dán cho nó ngay ngắn nha. Chúng ta cắt ra từng miếng dán nó dễ hơn. Mình lau nguyên một cuộn vô luôn á. Rồi đó, sau khi dán xong thì mình chỉ việc cắt ra nữa là xong. Mình cắt ra rồi, quên nữa nha. Mình cắt rồi mình dán keo hai mặt vô nữa, sau đó là bắt đầu mình chỉ việc trang trí nó thôi. Ôi, rất là xinh và dễ dàng đúng không? Cắt cẩn thận nha các em. Đó, được một cây kem mà. Trời ơi, kem hồng nhìn ngon quá trời quá đất luôn. Cuối cùng thì chị cũng đã cắt ra xong được từng miếng rồi nè.
Ơi, bây giờ các em biết làm sao không? Chị sẽ dùng cái miếng kiến trong của mấy cái miếng mà tích cơ á, thì tích cơ mà chúng ta mua về chúng ta xài hết á, nó sẽ có một cái miếng kiến trong ha. Đó, rồi bắt đầu á, chị sẽ dùng keo hai mặt dán lên và lấy những tích cơ này chị dán lên miếng keo trong ha, để trang trí giống như là mình tự tạo ra một tích cơ vậy đó. Đó, chị dán xong rồi nè, nhìn đẹp chưa? Rất là đẹp luôn nha mấy em. Đó, các em hãy tự tạo cho mình những loại sticker, có rất là nhiều loại sticker, trái cây hoặc là mặt cười, những cái mặt cảm xúc vân vân và vân vân, nó rất là dễ thương luôn. Đó, và cuối cùng thì chị cũng đã vẽ được những cái món thức ăn yêu thích thành những cái sticker để trang trí sổ hoặc là trang trí điện thoại rồi. Và video đến đây cũng đã kết thúc rồi, hẹn gặp lại các em ở video sau.